Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Cứ thích chọc cho mình tức lên không à? Cái gì mà... Anh làm ồn em hả? Không có, tập tiếp đi. Anh tập tiếp đi. Anh tập tiếp nha. Anh tập tiếp đi. Tôi về trước nha. Ok bạn. Cứ để đó, lát tôi dọn cho. Anh ơi, nói chuyện trước đi. Hả? Lại đây, kêu tới thì cứ tới. Cái gì vậy? Em muốn nói cái chuyện mà em và anh sẽ cưới nhau mà ông hay nhắc tới á. Cưới nhau hả? Ừ. Thôi được rồi, coi như em thua anh này đó. Thua gì? Cái chuyện mà chúng ta cưới nhau á, em sẽ xem xét lại coi anh như thế nào, rồi sau đó sẽ đồng ý cưới anh. Cưới anh là sao? Ê, nè, nói gì vậy? Mới nói gì vậy? Làm chi nói cái chuyện là sắp tới á, đòi cưới tôi á. Trời, anh làm như em có quyền quyết định vậy hả? Tại sao em lại không có? Nè, nói cho em biết luôn, thằng bạn anh chỉ xem em như là một cái đinh thôi. Tại vì trong lòng của nó thích bà cô dạy thêm của anh, hiểu không? Cái gì? Bà cô Diễm My. Ừ. Nó còn nít, nó mới chịu nói chi vậy? Nói nó bị ảo tưởng. Cái gì vậy? Bộ anh thích cái bà cô khùng điên lắm hả? Nè nha, con nít không có khùng điên, hỗn hào vậy đó. Cái này chuyện người lớn, em không cần biết đâu. Chuyện người lớn gì mà chuyện người lớn? Đã có hôn ước với nhau rồi mà còn đi thích người con gái khác nữa. Đúng là cái đồ điểu này. Đâu Ê Bê. Ba. Con trời ơi, té bây giờ. Ba, bây giờ ba nhìn kỹ nha. Ba nhìn con hay là cô giáo và anh hai, ai đẹp hơn ba? Nhỏ này. Vậy cũng hỏi, làm chi của ba là đẹp nhất trên đời này luôn? Ba trả lời không liên quan, con hỏi thế nào hết trơn á. Không liên quan. Ý con là trong mắt người khác luôn, con có phải là người đẹp nhất không? Cái này ba không muốn biết, ba chỉ biết nhận định bằng mắt của ba thôi. Ba trả lời cũng vui vậy chứ. Ba con nói đúng mà. Còn mẹ, mẹ thấy ai đẹp hơn mẹ? Con hay là cô giáo dạy anh hai? Cái đó... Làm chi đẹp nhất? Làm chi đẹp nhất? Làm chi của mẹ đẹp nhất? Mẹ phải trả lời... Anh đã nói rồi, bớt ảo tưởng đi. Cái đầu là để suy nghĩ chứ không phải là cái đầu để chưng, hiểu không? Ôi, gì kỳ vậy? Mắc gì? Chứ gì nữa em tưởng em đẹp hả? Đúng rồi, em đẹp lắm mà. Chắc đẹp. Nè, nếu mà em đẹp á, thì Tuấn Khải nó đã không bỏ em để đi theo bé Tâm Anh rồi. Ý anh nói là Tâm Anh đẹp hơn em hả? Cái vấn đề không phải là cái đẹp ở ngoài, mà người con gái là cần cái nết. Chưa nghe câu cái nết đến chết cái đẹp hả? Trời ơi, giờ anh chưa biết luôn hả? Cái câu đó là xưa rồi, còn thời nay nè, cái đẹp mới đánh xẹp cái nết luôn á. Không có đâu, cái nết đến chết cái đẹp á. Thôi anh, vô anh đánh gần lại đi. Thôi anh đánh gần lại đi. Thôi, Nguyên, suốt ngày chọc em hoài. Hai cái đứa này. Trong nhà này á, anh thích nhìn mẹ hơn nhìn em á, chứ lại nhìn chị Tâm Ý nè. Anh coi lại anh đi, anh cũng đâu đẹp bằng ba đâu. Đi lấy gương coi lại đi. Thôi anh đi lấy gương coi lại đi. Coi lại đi. Thôi. Nói lấy gương coi lại á. Nó đẹp để cho nó đẹp đi. Thằng này. Thằng. Nhà con đứa em mà cứ ghẹo nó hoài vậy. Mẹ nó con xấu con chịu không? Thì nếu mà nó là sự thật thì con chấp nhận. Chứ mà mẹ cứ khen nó hoài, nó tự ảo tưởng nó đẹp á là chết luôn. Thôi, nó còn nhỏ mà, nó muốn đẹp thì cho nó đẹp đi. Nè,
Hả? Em đẹp không? Em thì đương nhiên đẹp rồi. Nhưng mà như thiếu cái nết thì phải. Đứng lại đó cho em. Ôi làm gì? Ôi đau lắm á, đừng có đánh tay tao. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Bà gia sư, nhỏ tóc anh. Không phải. Dạ, ra liền. Dạ, con chào bà. Ừ, chào con. Bà ơi, ông đi chưa có về nữa bà. Bà biết rồi, bà chỉ ghé đưa cái này cho ông rồi về liền. Dạ, cái gì vậy bà? Trà thái quy đó. Loại dạ. Trà này là ông thích nhất. Dạ. Nè, cho bà đi ghé toilet chút xíu nha. Dạ được, bà cứ tự nhiên đi. À, cho bà hỏi, hình như trên lầu còn một cái phòng toilet nữa phải không? Dạ đúng rồi, mà sao vậy bà? Con biết rồi còn hỏi. Bộ con không nhớ lần trước cái toilet ở dưới này á là bà te tu rồi sao? À dạ con nhớ rồi. Con chào bà. Trời đất, làm gì hả con? Làm chuyện mà ngồi đây ủ rũ thở dài y như bà cô non vậy hả? Dạ. Nói bà nghe, có chuyện gì? Bà nói một câu công bằng đi. Có phải con xấu xí lắm đúng không? Ai nói với con vậy? Đương nhiên là không phải rồi. Vậy mà anh hai nói con xấu hơn bà gia sư gấp 100.000 lần luôn. Bà gia sư là Diễm My hả? Dạ đúng rồi. Anh hai con á mắt có vấn đề rồi đó. Đương nhiên là con đẹp hơn Diễm My rồi. Thiệt hả bà? Diễm My làm sao mà đẹp bằng con được. Bà là cô giáo, cô bao giờ bà nói dối đâu. Thiệt không? Đương nhiên rồi. Với gương mặt trái xoàn vì lầy, trắng trẻo như con á, y như là công chúa vậy đó. Vậy mà anh hai với anh Quang nói chị My đẹp hơn con gấp 100.000 lần luôn. Con đừng có tin tụi nó. Tụi nó còn trẻ cho nên mắt thẩm mỹ nhưng còn non kém lắm. Vậy là hai ảnh có vấn đề chứ mặt con không có xấu hả bà? Đúng rồi đó. Bà đã nói rồi, Diễm My á thoạt nhìn qua thôi thì cũng thấy đẹp thiệt. Nhưng mà nếu như mà nhìn kỹ, thiệt là kỹ á hả? Ôi trời, chị muốn nói say goodbye luôn cho rồi. Vậy cần con sao bà? Ôi, con thì còn phải nói nữa. Gương mặt dễ thương nè, xinh đẹp nè, non trẻ như con. Với gương mặt phúc hậu của bà. Hai gương mặt của chúng ta là gương mặt được yêu thích nhất đó. Con cũng vậy. Vậy là con đẹp hơn chị My đúng không? Đương nhiên là vậy rồi. Vậy còn con với Tâm Anh, con với Trâm, với lại chị Tâm Ý nữa, ai đẹp hơn bà? Nếu như muốn so sánh thiệt là kỹ và thật chính xác á, chúng ta phải phân tích nha. Dạ. Con có điện thoại không? Dạ con có hình của tất cả mọi người trong đó không? Dạ có. Nè, bây giờ mình sẽ chia ra từng cặp để mà so sánh ai sẽ là người đẹp nhất nha. So sánh từng cặp hả bà? Phải. Bây giờ mình sẽ chia những người này ra từng cặp, coi con đẹp cỡ nào nha. Dạ. Và trước tiên, Tâm Anh và Lam Chi, ai đẹp hơn? Đương nhiên là con rồi. Cái con nhỏ đó mặt bự vậy nè. Còn bây giờ, giữa Tâm Ý và Thám Hoa, ai đẹp hơn? Tất nhiên là mẹ của con rồi. Bà chị đó nhìn mặt y chang nữ hoàng sợ buồn vậy đó. Vậy giữa bà và Mai, ai đẹp hơn? Đương nhiên là bà, nhìn cái mặt gì đó y chang như con cáo vậy đó. Vậy còn giữa chị My và bạn Trâm của con, ai đẹp hơn? Trâm thì nhìn dễ thương, nhưng mà đúng là bà cô đẹp hơn. Bởi vậy, gương mặt của người lớn là điểm cộng, dễ thu hút người khác hơn. Bây giờ, chúng ta còn lại 4 người, sẽ chia làm 2 cặp. Vậy theo con, giữa bà và chị My, ai đẹp hơn? Tất nhiên là bà rồi. Chị My làm gì mà có cửa. Bà cũng nghĩ vậy đó. Còn bây giờ, giữa con và mẹ con, ai đẹp hơn? Mẹ con thì đẹp thiệt, nhưng mà thua con.
Đúng rồi đó. Bây giờ chỉ còn lại hai người, đó là bà và con. Giữa bà và con, ai sẽ là người đoạt Dương Mỹ đây? Vì theo con, giữa sắc đẹp non trẻ của con và sự quyến rũ của bà, ai đẹp hơn? Khó chọn quá phải không? Được rồi, con cứ thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình đi. Sao? Bà đẹp hơn. Đúng rồi đó, con nói đúng rồi, đương nhiên phải vậy rồi, bà phải đẹp hơn con chứ. Đúng là con có cặp mắt tinh tế thiệt đó. Nếu như mà bà và con đều là những gương mặt xinh đẹp được lọt vào vòng chung kết, nếu như bà là đoạt giải hoa hậu thì ít ra con cũng phải là á hậu rồi còn gì. Vậy câu chuyện anh Quang thì sao á bà? Tin bà đi, rồi sẽ có một ngày nó sẽ chán gương mặt của Diễm My cho coi. Nếu như thực sự nó là người thông minh thì nó sẽ nhận ra điều đó. Còn bà không thì con xuồng đó luôn cho rồi. Ngày nào ông con cũng khen ảnh thông minh hết trơn á bà. Vậy thì còn gì phải bàn nữa, chắc chắn nó sẽ là của con. Chào cả nhà. Chào em. Dạ. Chán rồi hả? Bây giờ anh mới chán rồi hả? Ui da, đau đau đau. Cuối cùng anh cũng nhận ra đó là bộ dạng khuôn mặt chán ngắt rồi hả? Ây da, đau. Ây da, trời ơi. Châu chết, châu. Ây da. Châu chết. Đau. Châu chết nè. Nguyên ơi. Chán rồi hả? Bây giờ anh mới chịu chán à hả? Sao anh gặp em hoài vậy? Chán là chán cái gì? Vậy là anh vẫn chưa chán hả? Đáng lẽ ra người thông minh như anh là phải biết chán rồi chứ. Chị tính là anh chỉ đúng là một thằng không. Chú Gia, chú Gia. Thôi mà, đừng có vậy nữa mà. Khi nào anh mới chịu chán hả? Không, nhưng mà khi nào anh mới chịu khôn lên hả? Cô, mai mốt cô sửa cái mặt của con giống người này nha. Hả?